Dạ em xin chào mọi người đã ghé tới kênh Giày Si Sài Gòn ạ. Shop em tại địa chỉ 532 Phạm Văn Đồng, phường 13 và quận Bình Thạnh. Nếu anh em nào mà ở Sài Gòn thì ghé 532 Phạm Văn Đồng ủng hộ shop em với nha. Hôm nay là em đã lên rất là nhiều mẫu giày tây cho anh em lựa chọn. Anh em chốt đơn thì chốt theo mã hoặc là inbox trực tiếp qua Zalo hoặc là gọi điện trực tiếp qua số điện thoại cho em nha. Số điện thoại của em là 0941 941 và 425 ạ. Gọi điện thoại trực tiếp hoặc là nhắn tin qua Zalo chụp mã lại cho em dễ chốt đơn nha. Mẫu đầu tiên em lên cho mọi người đó là một em ZG phiên bản ZG này là của Nhật nha mọi người. Màu nâu mận, thiết kế của nó là da hạt và da trơn nè. Đó, da trơn rất là đẹp. Đó, thiết kế rất là đẹp nha. Độ mới khá là cao nè. Đế đã có chống trơn nè, đế khâu nha mọi người. Đây ạ. Da của nó rất là đẹp nè. Một em ZG này là size 41. ZG này của Nhật nha mọi người đây. Lòng của nó rất là đẹp, lòng da phun da hết nha mọi người. Đó. Anh em nào quan tâm mẫu này à, ZG chốt giùm em mã 30 giá 500k, size 41 nha. ZG size 41. Mã 30 giá 500k. Anh em nào quan tâm thì gọi điện trực tiếp hoặc là nhắn tin qua Zalo và chốt đơn cho em nha. Mẫu tiếp theo cho em coi cho mọi người đó là một là em Moncap một khóa nha. Màu này là màu nâu mận á, size của nó là size 39. Khóa này là khóa đồng nè. Này đánh xì bị lem thôi chứ lau là nó sạch nè. Em này là size 39 nha mọi người. Độ mới của em này còn rất là cao. Đế của nó đây. Đế của nó là đế da nha mọi người. Đế da đã có chống trơn. Size chuẩn của em nó là size 39 nè. Lòng da phun da hết nha mọi người. Size 39, anh em nào quan tâm mẫu này thì inbox giùm em mã 25, size 39 giá 500k nha. Chốt đơn thì là gọi điện thoại trực tiếp hoặc là nhắn tin qua Zalo cho em nha. Mẫu này là mẫu Moncap một khóa size 39, mã 25. Anh em nào chốt đơn anh em nào chốt mã này thì inbox cho em mã 25 nha. Size 39 ạ. Đây mọi người nhìn thấy, đế của nó là đế da nha. Tiếp tục một em giày tây. Một em giày tây da khá là dày dặn này. Màu này màu nâu đậm chứ không phải là màu đen nha mọi người. Nâu đậm ạ. Đó. Form dáng rất là đẹp nha. Độ mới rất là cao. Da thì có ok rồi, da dày lắm. Đây nha mọi người. Đó. Form dáng rất là đẹp. Đó. Đế đây mọi người. Đó. Đế rất là, đế này là đi chống trơn chống trượt luôn nha. Nè. Đi không lo trơn trượt gì hết đó. Anh em nào quan tâm mẫu này thì inbox dùm em mã 22 giá 550k nha. Da này dòng da hạt nó rất là dày. Lòng trong là phun này. Phun da hết nha mọi người. Hiệu Romatic. Size của nó size chuẩn là size 40 ạ. Da rất là đẹp, form rất là đẹp luôn. Anh em nào quan tâm mẫu này thì chốt dùm em mã 22 giá 550k size 40 nha. Đây ạ. Đế của nó rất là đẹp nha mọi người. Tiếp tục một em RG màu da bò ạ. Là một em ZG đến từ Nhật nha mọi người. ZG màu da bò. Dáng derby hoa văn này nha mọi người. Đó. Form dáng rất là đẹp. Đó. Size của em này là size 42. Màu vàng bò. Đó. Mới rất là cao nha mọi người. Form dáng rất là đẹp. Đế đây mọi người. Đế ZG. Đó. Full ZG hết luôn. Cái này đã khâu chắc chắn cho nên mà đi nước thoải mái luôn, không lo bong chóc gì hết. Thương hiệu ZG đến từ Nhật Bản nha mọi người. Đó, lòng trong phun da. Dập hiệu đây ạ, hiệu ZG đây ạ. Đó, anh em nào quan tâm mẫu này thì inbox dùm em mã 28 giá 550k nha mọi người. Thương hiệu ZG size 42, mã 28 giá 550k. Anh em nào quan tâm thì inbox hoặc là gọi điện trực tiếp qua số điện thoại hoặc Zalo cho em nha. Tiếp tục một em giày tây màu nâu mận ạ. Màu này rất là sang nha mọi người. Đây ạ. Đó, màu nâu mận size 42 5/43 nha mọi người. Anh em nào quan tâm mẫu này thì inbox dùm em mã 23 size 42 5/43. Lòng trong của nó rất là đẹp nha mọi người. Em này đến từ Insular. Thương hiệu này của châu Âu á. Độ mới rất là cao. Đế của nó đế da nè. Đã khâu nè. Đó. Khâu rất là chắc chắn. Đế da đế gỗ á.
form dáng rất là đẹp nha mọi người. Đó. Độ mới rất là cao, đế của nó đế da này. Anh em nào quan tâm mẫu này inbox giùm em mã 23 giá 550k. Size 42/42.5 chân thon nha, 42/5/43 chân thon nha mọi người. Đó, form dáng rất là đẹp này, thương hiệu của nó dập trong đây ạ. Đó, lòng phun da nha mọi người. Phun da toàn bộ. Đây thông số đều có hết ạ. Đó. Màu nâu mịn, mã số 23, size 42/5/43, giá 550k. Anh em nào quan tâm mẫu này thì inbox giùm em qua Zalo hoặc là gọi điện trực tiếp cho em nha. Tiếp tục một em RG tiếp theo nè. Em RG này, RG Radan ạ. Form này Radan này rất là hiếm nè. Dòng RG của Nhật mà ít khi họ làm Radan lắm. Một em Radan size 42. Thương hiệu RG ạ. RG nha mọi người. RG này của Nhật đó, Radan này. Da bò đan rất là đẹp luôn này. Đó, toàn bộ bằng da bò hết nha mọi người. Đó. Đế của em nó này. Lòng trong phun da nha mọi người. Đây ạ. Đó, độ mới rất là cao. Đây ạ. Anh em quan tâm mẫu này thì inbox giùm em mã 21 giá 500k size 42 nha mọi người. RG size 42 mã 21 ạ. Anh em chốt đơn thì inbox giùm em qua số điện thoại gọi điện trực tiếp hoặc là nhắn tin qua Zalo cho em nha. Chốt mã này là 21 size 42 giá 500k. Anh em nào quan tâm inbox giùm em nha. Inbox hoặc là gọi điện trực tiếp hoặc là chụp mã và gửi qua Zalo em chốt đơn cho nó dễ nha. Tiếp tục một em màu nâu mận rất là đẹp nữa này. Đó. Dòng này thì lên quần jean quần kaki rất là đẹp luôn nha. Quần jean quần kaki, cái form này là đế xốp cho nên mà rất là nhẹ. Đó. Màu nâu mận. Form dáng rất là đẹp ạ. Đây mọi người nhìn cận cảnh xem ạ. Đế của nó là đế xốp nha mọi người. Đây, đế xốp. Đế xốp nên mà mang rất là nhẹ về em chân nha. Lòng trong của em nó là phun da toàn bộ. Phun da toàn bộ nha mọi người. Đó. Anh em nào quan tâm mẫu này inbox giùm em mã 26. Mã 26 size 41 giá 500k. Anh em nào chốt đơn thì gọi đến trực tiếp cho em hoặc là nhắn tin qua Zalo rồi chốt mã từng đôi cho em nha. Tiếp tục một em tiếp theo đó là một em này. Em này thì lên quần jean rất là đẹp nha mọi người. Quần jean quần kaki thì lên cái form này thì quá là ok rồi ạ. Màu của em nó là màu hơi hơi rêu rêu, xanh rêu á. Đó. Thương hiệu lớn của Hàn Quốc nha mọi người. Thương hiệu này thương hiệu Tandy. Da của nó là da sáp, da mài luôn. Da mài, dòng da này là không cần lên đánh xi luôn nha. Đó. Form này lên quần jean rất là đẹp nha mọi người. Đó. Form dáng rất là đẹp, độ mới khá là cao. Đế chưa kịp mòn luôn nè. Đó. Đây nha mọi người. Đó. Anh em nào quan tâm mẫu này thì inbox giùm em mã 29 size 41 giá 450k nha. Tiếp tục một em giày lười size 39 ạ. Một lười giày lười này là một giày lười da bóng. Đó, size 39. Form rất là đẹp nha mọi người. Đế này là đế cao 3,5 phân. Cho nên mà anh em nào muốn chiều cao lên chút xíu thì này, cái đôi này thì quá ok ạ. Đó. Lòng da, lót da nha mọi người. Thương hiệu Cung Kang này. Đến từ Korea là của Hàn nha mọi người. Đây ạ. Thiết kế này rất là đẹp này. Đó, điểm nhấn của nó là ở đây. Size 39, đế 3,5 nha, 3,5 ạ. Anh em nào quan tâm mẫu này thì em inbox giùm em mã 30, size 39/39.5, giá 500k nha mọi người. Lòng da phun da, độ mới rất là cao ở đây. Thương hiệu. Đó, da rất là đẹp nha mọi người. Em lên một em giày hiệu lâu lắm rồi mà hôm nay mới có về một em giày hiệu Ferragamo mà độ mới nó rất là cao luôn nha mọi người. Em này là em bán ở tại tiệm tôi, hôm nay em lên live em bán cho các anh nè. Đó, một em Ferragamo nè, một em thương hiệu Ferragamo. Dòng này thì rất là đắt đỏ trong cái giới chơi hàng hiệu. Ferragamo là một thương hiệu lớn này. Đó, độ mới 99% luôn đó nha mọi người. Đây ạ. Dòng này thì lên quần sọc, quần jean, quần tây thì đều ok hết nha mọi người.
Da của nó là da bò hạt nè, hiệu nó dập từ trong khóa luôn nha mọi người. Đây ạ, đế của nó là đế âm. Đó, da rất là đẹp. Savato Ferragamo nha mọi người, độ mới này chưa kịp mòn luôn nha mọi người, mới tầm 90 mấy phần trăm đấy. Con này mua mới tầm 24 25 triệu á. Nè Ferragamo ạ. Đây thông số của nó và size của nó đây ạ. Size chuẩn của em nó là size 41 nha mọi người. Cái mẫu này là em đang bán tại shop đó là 3,5 triệu ạ. Hôm nay em lên live em chốt đơn cho mọi người đó là mã hiệu size 41, giá của em nó là 3,2 triệu nha mọi người. Anh em nào quan tâm giày hiệu thì inbox cho em nha, hoặc gọi điện trực tiếp nha. Con này thì quá mới luôn á, bây giờ đi bỏ tiền mấy chục triệu đi mua con này thì nó hơi lãng phí, nhưng mà hàng si họ xài qua rồi cho nên mà giá trị như thế này là chỉ bằng 10% giá trị của nó thôi đấy. Anh em nào quan tâm mẫu này Ferragamo nè mọi người. Đó, độ mới rất là cao. Đó, mới mang một vài lần thôi đấy. Chứ bây giờ mà bỏ mấy chục triệu đi mua con này thì nó hơi chát. Đó, anh em nào mà xài hàng hiệu thì inbox cho em đôi này nha. Giá tại tiệm của em là bán 3,5 triệu, nhưng em lên đây em bán giá ưu đãi cho mọi người đó là 3,2 triệu nha. Anh em nào quan tâm inbox qua số điện thoại hoặc gọi điện trực tiếp cho em nha. Savato Ferragamo. Tiếp tục một em giày là tây. Một em giày tây công sở màu đen. Đây ạ. Một em giày tây màu đen, size của em nó là size bao nhiêu đây, size 41.5. Đó, form nó dáng rất là đẹp nha mọi người. Da của nó là phối da bóng nhá. Dòng da này thì mình dễ vệ sinh, tại vì chỉ cần lau thôi, không cần đánh xi, nó cũng mới rồi ạ. Mà em này nó cũng còn mới lắm mọi người. Nè, đế chưa kịp mòn luôn ạ. Này, form dáng rất là đẹp. Hiệu nó dập tại đây, tại khóa đây ạ. Lòng trong phun da nha mọi người. Thương hiệu Richard ạ. Đó. Em này đến từ Hàn Quốc nha. Size của em nó chuẩn là size 41.5/42 á. Cho nên mà anh em nào quan tâm mẫu này á thì inbox giùm em mã 27, size 41/41.5, giá 500k nha mọi người. Đó, form này lên quần tây rất là đẹp ạ. Quá ok luôn nha mọi người. Tiếp tục cho anh em một con giày cột dây màu vàng bò tiếp ạ. Đây ạ. Một em màu vàng bò. Form này đến từ Nhật Bản luôn. Đó. Đó, em này là chưa có lên xi mà đã đẹp vậy nè. Đó. Form dáng rất là đẹp nha mọi người. Màu này màu vàng bò nha mọi người. Đó. Đế của em nó đây ạ. Đó. Anh em nào quan tâm mẫu này thì là inbox giùm em mã 20, size 40.5 nha mọi người. Đế của em nó là đế da khâu đã dán copy nha. Đế da khâu đã dán chống trơn ạ. Đó. Form dáng rất là đẹp nha mọi người. Đó. Lòng trong của em nó là phun da hết nha mọi người. Phun da nè. Size chuẩn của em nó là 225 1/2 là tương đương 40.5 ạ. Nếu mà chân thon thì size 41 có thể mang được nha mọi người. Anh em nào quan tâm mẫu này thì inbox dùm em mã 20, giá 500k. Inbox dùm em hoặc là gọi điện trực tiếp qua số điện thoại của em nha mọi người. Chốt mã này là mã 20, size 40.5 ạ. Em xin chào mọi người nha. Hẹn mọi người vào 17 giờ ngày mai nha. Để em sẽ lên video trực tiếp cho mọi người nha. Em xin chào mọi người nha.